Dư địa chí phường Mạo Khê. Về vị trí địa lý, phường Mạo Khê có vị trí địa lý phía đông giáp phường Yên Thọ, phía tây giáp phường Kim Sơn, phía nam giáp tỉnh Hải Dương với ranh giới là sông Đá Vách, phía bắc giáp các xã Bình Khê và Tràng Lương. Phường Mạo Khê có diện tích 19,06 km2, dân số năm 2014 là 39.418 người, mật độ dân số đạt 2.068 người km bình phương. Về kinh tế và xã hội, nền kinh tế của phường chủ yếu là kinh doanh thương mại dịch vụ, phục vụ ngành sản xuất công nghiệp khai thác than và sản xuất, tiêu thụ xi măng. Trước đây thì phụ thuộc vào ngành khai thác than, cụ thể là mỏ than Mạo Khê. Nông nghiệp cũng được đầu tư nhưng đang có quy mô thu hẹp. Hiện phường Mạo Khê là trung tâm kinh tế của thị xã Đông Triều. Về lịch sử phường Mạo Khê, trước đây, Mạo Khê là một thị trấn thuộc huyện Đông Triều, được thành lập vào ngày 18 tháng 11 năm 1965 theo quyết định số 398 của Bộ Nội vụ trên cơ sở sáp nhập xã Vĩnh Khê và khu mỏ Mạo Khê. Ngày 11 tháng 3 năm 2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết 891. Theo đó, chuyển huyện Đông Triều thành thị xã Đông Triều và thành lập phường Mạo Khê trên cơ sở toàn bộ 1.906,46 ha diện tích tự nhiên, 39.418 người của thị trấn Mạo Khê.